Chương 883: Ra đủ tuyệt chiêu. Quỳnh quỳnh, khí tức dồi dào cùng hồng quang như xuyên thủng thiên địa của trào trong địa sát ngục. Trước sự công kích mạnh mẽ đó, sát khí mù mịt bắt đầu có dấu hiệu tàn dần. Xung quanh quảng trường vô vàn ánh mắt kinh ngạc nhìn về thân ảnh bước ra từ đao khí. Khí tức cuồng bạo đột nhiên tăng mạnh của Lâm Động khiến bọn họ vô cùng chấn động. Không ai ngờ được trong hoàn cảnh đó Lâm Động có thể phản kích. Hơn nữa bọn họ cảm nhận được khí tức Lâm Động tăng rất nhiều, tuy chưa đạt tới sinh huyền cảnh đại thành nhưng mà còn không xa. Như vậy ưu thế thực lực của thân đồ tuyệt đã không còn. Mất ưu thế, cục diện đó bắt đầu trở nên khó định đoạt. Đó là linh ấn. Thân đồ đảo kinh ngạc nhìn chán Lâm Động, ánh mắt có phần ngưng trọng. Rốt cuộc tên Lâm Động này có lai lịch thế nào? Không chỉ có mọi loại vũ khí mạnh mẽ, giờ có cả kỳ bảo như linh ấn. Ở loạn ma hải thì linh ấn đúng là thứ vô cùng hiếm gặp. Nó là do cường giả viễn cổ chết đi ngừng tụ tu vị cả đời để lại. Nếu mà phù hợp với bản thể thì trở thành vũ khí tu luyện rất tốt. Tuy thỉnh thoảng có thể gặp linh ấn, nhưng ở một số đấu giá hội quy mô lớn giá cả vô cùng đắt đỏ. Khí tức của Lâm Động nhờ có linh ấn tiếp cận sinh huyền cảnh đại thanh, ưu thế thân đột tuyệt đã mất. Trưởng lão thân độ mà gật đầu nói, tiếp cận không nghĩa là đạt tới. Dù Lâm Động có linh ấn nhưng muốn thắng thân đồ tuyệt đại ca không phải dễ dàng. Thân đồ dung siết chặt hài lắm tay, tuy nói cứng như vậy nhưng mà ánh mắt nàng hiện lên rõ sự lo lắng. Linh ấn, hắn thật sự là không ít tuyệt chiêu. Gương mặt khó coi của cổ thạc kiện nên vẻ mừng rỡ lẩm bẩm nói. Cổ mộng kỳ bên cạnh ánh mắt có dị quang, Lâm Động tựa như cái hàng sâu không đáy. Mỗi khi người ta nghĩ hắn hết cách thì hắn lại nghịch chuyển được cục diện. Tiếp theo hy vọng hắn có thể xoay chuyển cục diện bất lợi. Linh ấn sao? Vẻ mặt thân đột tuyệt không chút cảm xúc nhìn Lâm Động, ánh mắt dừng ở linh ấn. Đồng tử còn lại khẽ nói, thật không ngờ người có thủ đoạn thế này. Lâm Động nắm chặt tay, cảm nhận được sức mạnh trong người như ngọn núi lửa trực là phun trào. Ta cũng cần phải vào hồng hoang tháp, vì thế trước khi đạt được mục đích ta không muốn dễ dàng thất bại. Lâm Động ngẩng đầu lên cười. Ta hiểu. Thân đột tuyệt gật gù, sau đó ánh mắt tối sầm, hai tay hợp lại. Có điều vẫn là câu nói đó, đường này không thông. Lâm Động mỉm cười, một góc hắc tụ bỗng trong tay hiện ra nhấc lên chỉ về phía thân đồ tuyệt. Vậy thì đánh tiếp. Vậy sao? Cả bát thân đồ tuyệt lóe lên hàn quang, nằm ngón tay kết ấn pháp quỷ dị, một luồng nguyên lực theo sát khí cuồn cuộn lội lên từ cơ thể hắn. Ầm ầm, nguyên lực sát khí như là tầng mây đen dày đặc ngừng tụ trên đỉnh đầu thân đồ tuyệt, tỏa ra luồng năng lượng kinh người. Nếu ngươi cho rằng chỉ dựa vào một cái linh ấn khiến cho thân đồ tuyệt ta sợ thì ngươi quá là ngây thơ rồi. Thân đồ tuyệt lạnh lùng nhìn Lâm Động, sau đó hắn bỗng cắn đầu lưỡi, một tia máu bắn ra vào tầng mây đen. Tầng mây bỗng chốc điên cuồng cuộn trào, mơ hồ có thứ gì đó bắt đầu ngừng tụ. Muốn liều mạng sao? Lâm Động cảm nhận được áp lực mạnh mẽ từ tầng mây, xem ra thân đồ tuyệt cũng muốn dùng tới biện pháp cuối. Quỳnh quỳnh, thanh quang từ từ lan tỏa khắp người Lâm Động, quang ấn trên trán hắn cũng càng ngày càng chói lòa, một luồng năng lượng to lớn bắt đầu bùng phát. Ầm ầm, mây đen cuồn cuộn, sau đó là tiếng sấm kinh thiên lộ ra. Mây đen như đang biến thành một thứ gì đó to lớn. Quỷ đế trấn hồn tháp, giọng nói trầm thấp mang theo sự lạnh lẽo vang vọng từ miệng thân đồ tuyệt. Hắc quang bùng lộ, thứ to lớn kia ngày một rõ ràng, cuối cùng biến thành một ngọn cự tháp đèn to cỡ trăm trượng. Hắc quang bao phủ quanh cự tháp, trên đó điều khắc đầy những phù văn mặt quỷ, vô số sợi xích lan tràn ra, đem theo thứ khí tức âm u quỷ dị. Lâm Động, trước đây mới chỉ có hai người từng được hưởng thụ tuyệt chiêu này của ta, mà ngươi chính là người thứ ba. Ánh mắt thân đồ tuyệt lóe hắc quang nhìn Lâm Động phía xa, nhếch môi lộ hàm răng trắng hiếu, nhìn hắn vô cùng đáng sợ. Vì thế hôm nay có thua người cũng đừng có gì oán thán cả. Dứt lời hắn gầm một tiếng, tung một trưởng cự tháp lập tức mang thanh thế kinh người lao thẳng phía Lâm Động. Rầm rầm, cự tháp rơi xuống, không gian bị biến dạng, mặt đất xuất hiện vô vàn đường rạn nứt điên cuồng sụt lún xuống. Mọi người nhận thấy rằng thần đồ tuyệt đã dùng tới thủ đoạn mạnh nhất, hắn muốn dùng chiêu này để giải quyết Lâm Động. Lâm Động ngẩng đầu lên cũng cảm nhận được sự nguy hiểm tỏa ra từ tháp đen kia. Bùm, một cái luồng khí trắng phào từ miệng Lâm Động, sắc mặt hắn bỗng sắc lạnh. Thanh quang chói lòa bắn ra từ cơ thể, tiếng long ngầm vọng lên. Trên tay Lâm Động bắn ra bốn đường hoa văn thanh long. Lâm Động nhanh chóng đưa tay tóm lấy bốn đường hoa văn đó. Đúng lúc ấy, bàn tay hắn phình to với tốc độ kinh người, từng lớp long lân hiện lên, nhanh chóng biến thành thanh long trường khổng lồ, trên nó hiện ra phủ văn vô cùng ảo diệu. Thanh long thiên tọa ấn, Lâm Động hét lớn,
Linh ấn cũng bắn ra ánh sáng chói lòa. Thanh Long Trưởng tiếp tục to ra. Thanh Long Trưởng ngưng tụ bốn đạo thanh long ấn và sức mạnh của linh ấn lơ lửng trên không trung, tựa như có cự lòng từ viễn cổ xuyên không gian tới vậy. Quỳnh, đôi mắt bao phủ thành quang của Lâm Động nhìn ngọn cự tháp, hắn tung một trưởng, thiên địa lập tức rung chuyển. Thanh Long Trưởng mang đến sức mạnh kinh người, sạch tan không gian, đập lên cự tháp. Rầm, một cái âm thanh kinh thiên động địa vang vọng khắp không gian. Chương 884, chiến thắng. Uỳnh, một cái quần sáng chói lòa tựa như vầng mặt trời mọc lên từ địa sắt ngục. Trong thứ ánh sáng đó, mọi người cảm nhận được sự sức mạnh hủy diệt đáng sợ lan tỏa. Rầm rầm, quảng trường rộng lớn như là bị một cái luồng lực lượng mạnh mẽ bóp méo vậy. Mặt đất trồi lên, tựa như là làn sóng, quảng trường dường như sắp bị bóp nát tới nơi. Vô số ánh mắt ngưng trọng nhìn làn xung kích đáng sợ tỏa ra từ địa sắt ngục. Một số người cẩn thận vội vã lùi xa xa. Thật đáng sợ, trưởng lão Thần Đồ Sa và Cổ Sa đều là đứng hết lên, nhìn chăm chăm vào nơi tỏa ra nguồn sáng kia. Sức mạnh đó khiến cho bọn họ cũng cảm thấy ngưng trọng. Công kích như vậy lại được thi triển từ hai gã đệ tử trẻ tuổi. Điều này khiến những cường giả trưởng bối như bọn họ cũng là cảm thán. Ai thắng? Đệ tử hai bên đều căng thẳng nhìn quảng trường đổ nát. Ai cũng thấy công kích hai người quá mức hung hãn, chắc chắn là phải phân thắng bại. Trưởng lão Cổ Thác, Cổ Mộng Kỳ nắm chặt tay lại, ánh mắt vô cùng căng thẳng. Nàng nhìn về phía Cổ Thác nhẹ giọng hỏi. Thế nhưng Cổ Thác cũng chau mày, nguyên lực trong quảng trường quá mức cuồng bạo, ngay cả ông cũng không cảm nhận được tình hình. Đúng lúc ấy, quần mặt trời bỗng bắn lên không trung, sau đó tối hẳn. Bụi mù mịt khiến cho cảnh tượng trở nên mơ hồ. Xoạt, ngoái mắt nhìn về phía đó, lúc này bụi mù cũng là dần tan. Sau đó hai thân ảnh xuất hiện, phía trên đầu bọn họ là Thanh Long Trưởng đang tóm chặt lấy ngọn cự tháp. Không gian xung quanh như là biến dạng đi. Ai thắng? Mọi người nhìn cảnh tượng đó đều thót tim. Đặc biệt là người của Thần Đồ Sa và Cổ Sa, ai cũng trợn mắt lên nhìn. Ngay cả những trưởng lão như Thần Đồ Đào cũng là siết chặt tay lại. Cả ngọn núi lúc này cũng im lặng như tờ, chỉ có tiếng gió xào xạc trong rừng. Rắc. Sự tĩnh lặng đó kéo dài không quá lâu, sau đó có người nghe thấy tiếng rắc rất nhỏ vang lớn. Nhất thời bọn họ nhìn thấy cự tháp xuất hiện vết nứt. Chấn hồn tháp của Thần Đồ Tuyệt sắp vỡ. Mọi người chói tai vang lên. Bọn người Thần Đồ ra đều là biến sắc mặt. Xem ra người thua rồi. Lâm Động ngẩng đầu lên, trên mặt hắn lúc này đầy vết máu, khí tức không ổn định, rõ ràng cũng bị thương. Gương mặt của Thần Đồ Tuyệt lúc này vô cùng khó coi. Hắn cảm nhận sức mạnh đáng sợ của Thanh Long Trưởng đang tóm chặt chấn hồn tháp. Nằm mơ. Ánh mắt Thần Đồ Tuyệt lấp lánh, sau đó lóe lên hung quang, chợt cắn lưỡi một đạo tinh huyết mang theo nguyên lực rồi sao bắn lên ngọn tháp. Ầm ầm, ngọn tháp tỏa ra hắc quang, những vết nứt tháp dần biến mất. Muốn thắng ta đâu dễ thế. Thần Đồ Tuyệt quát lúc này trở nên thở hổn hển. Đã vậy ta cắt hết suy nghĩ của ngươi. Lâm Động nhìn Thần Đồ Tuyệt nhếch mép cười, vết máu nơi cái miệng hắn nhìn vô cùng hung hãn. Bao năm nay hắn trải qua không biết bao trận huyết chiến sinh tử, Thần Đồ Tuyệt muốn đọ sự tàn nhẫn với hắn vẫn là thua một bậc. Linh ấn trên trán Lâm Động tiếp tục sáng, một luồng nguyên lực hùng hồn không ngừng tràn ra, cuối cùng chui vào mọi ngóc cách trên người Lâm Động. Mặc dù bản thân có nhục thể vô cùng cứng rắn, nhưng lúc này Lâm Động cũng cảm thấy đau đớn vô cùng. Nhưng hắn không hề có ý định dừng lại, ngược lại ánh mắt càng thêm hung hăng nhìn Thần Đồ Tuyệt, cuối cùng khóe miệng nhếch lên. Phá! Lâm Động tung một trưởng hét lớn. Uỳnh! Thanh Long Trưởng đột nhiên bùng phát thanh quang, tiếng long ngầm vang vọng khắp thiên địa. Thanh Long Trưởng đập mạnh xuống, ngọn tháp lần nữa xuất hiện vết rạn vỡ. Lần này Lâm Động không cho Thần Đồ Tuyệt có bất cứ cơ hội nào. Linh ấn phát sáng, Thanh Long Trưởng tiếp tục phình to. Bùm, sức mạnh cuồng bạo ập xuống ngọn hắc tháp. Trước ánh mắt kinh hãi, ngọn tháp lộ tung. Phụt, ngay lúc đó sắc mặt Thần Đồ Tuyệt tái nhợt, máu tươi phun mạnh, khí tức yếu hẳn. Địa sát ngục của người cũng vỡ luôn đi. Một trưởng bóp nát hắc tháp. Ánh mắt Lâm Động sắc lạnh như đao. Thanh Long Trưởng tiếp tục bay tới đập lên đám hắc quang bao phủ quanh quảng trường. Rầm, Thanh Long Trưởng đập xuống, hắc quang rung chuyển dữ dội, cuối cùng âm thanh giòn tan vang lên. Tù La địa ngục sắt mà Thần Đồ Tuyệt dùng toàn lực ngưng tụ cũng bị lộ tung. Địa ngục bị phá,
thân thể Thất Đồ Tuyệt như bị dính trọng kích, bay ngược ra sau rơi xuống, kéo lên một cái đường hàng trăm thước. Ồ, những tiếng kêu kinh ngạc vang lên khắp quảng trường, tất cả mọi người há hốc miệng. Chả ai ngờ được chỉ trong chớp mắt mà Thất Đồ Tuyệt vốn chiếm ưu thế lại là thất bại triệt để thế này. Phía Thần Đồ Sai cũng nhìn cảnh tượng đó với ánh mắt không thể tin, đặc biệt là những đệ tử trẻ tuổi, bọn họ hoàn toàn không tin Thần Đồ Tuyệt lại thất bại. Khụ, Thần Đồ Tuyệt ho khan kịch liệt, máu tươi bắn ra nhưng gương mặt hắn vẫn là rất hung hãn. Hắn nửa quỳ dưới đất, cổ họng phát ra tiếng gầm thấp không cam tâm, bàn tay xiết lại một cái đạo hắc quang xuất hiện. Soạt, thế nhưng phía trước bỗng có tiếng gió rít, một thân ảnh quỷ dị bay tới, sau đó gốc cây màu đen sắc nhọn tựa như là thứ hung khí đầy sát khí xuất hiện trước trán hắn. Thứ sát khí lạnh như băng, không chút che giấu, khiến cho Thân Đồ Tuyệt cứng đơ người. Thứ sát khí đó khiến hắn hiểu, nếu hắn dám có bất cứ dị động, gọn cây cứng rắn đó chắc chắn là đập nát đầu hắn. Con người trước mặt này dược như còn tàn nhẫn hơn hắn. Lâm Đạo nhìn Thân Đồ Tuyệt, hít một hơi nói: xin lỗi, ta thắng rồi. Chương 885 Hạ Màn. Gió nhẹ thổi qua đỉnh núi, cũng là thổi bay đi không khí căng thẳng. Nhưng mà mọi người nhìn thấy Lâm Đậu tay cầm hắc sắc hắc thụ nhọn chỉ vào trán Thân Đồ Tuyệt đang lửa quỳ xuống đất, tim đều không kìm được mà thắt lại. Thắng thua đã rõ, mái mắt đều đổ dồn về phía Thân Đồ Tuyệt. Lúc lại khí tức yếu ớt, gương mặt thanh tú vô cùng nhợt nhạt, lòng cũng là cảm thán. Thắng thua đến lúc này đã rõ, chỉ là kết quả bọn họ cảm thấy thật phức tạp. Ban đầu dù Lâm Động có bất ngờ vượt qua được hình thức Tu La, nhưng không ai có thể tưởng tượng hắn có thể thắng được Thiết Tu La lội danh khắp Hải Vực Thiên Phong này. Trong số các đệ tử trẻ tuổi của Hải Vực Thiên Phong, có thể thắng được Thân Đồ Tuyệt chỉ có hai nhân vật yêu nghiệt của Càn Khôn Động Thiên và Tà Phong Động Thiên mà thôi. Vậy mà hiện giờ xuất hiện người thứ ba rồi sao? Mọi người nhìn nhau ánh mắt vô cùng chấn động, cũng không biết rốt cuộc Lâm Động từ đâu chui ra mà lợi hại thế vậy. Dưới sự chăm chú nhìn của mọi người, không khí căng thẳng kéo dài một lúc, sát khí quanh người Lâm Động không hề giảm. Hắn nhìn Thân Đồ Tuyệt chằm chằm, cái hắc thụ bao phủ đầy hạt quang lạnh lẽo. Người thắng. Thân Đồ Tuyệt trừng mắt nhìn Lâm Động, mãi lúc sau ánh mắt không cam tâm kia mới tối lại. Hắn quệt vết máu nơi khóe miệng rồi giọng nói khàn đặc: đã nhường nhịn rồi. Ánh mắt lạnh lùng của Lâm Động lúc này dịu đi, một nụ cười lở ra trên gương mặt của hắn giống như là sự hung hãn lúc trước chưa từng xuất hiện vậy. Cổ ra tìm được một kẻ giúp đỡ thật là cường hãn, Thân Đồ Tuyệt trầm giọng nói. Trận chiến vừa rồi hắn dùng toàn lực nhưng rốt cuộc là bại trong tay Lâm Động. Tuy không cam lòng nhưng hắn vẫn phải thừa nhận đối thủ trước mặt quả không phải là kẻ mà thiên tài tứ đại gia tộc có thể so sánh bằng. Thực lực, sự hung hãn, sự quả đoán của Lâm Động so với hắn chỉ mạnh chứ không có kém. Thực lực Thân Đồ Huynh rất mạnh, chỉ là ta có chút thủ đoạn mà thôi. Lâm Động cười, thắng là thắng, bất cứ thủ đoạn nào cũng là một loại thực lực. Thân Đồ Tuyệt nhìn Lâm Động, sau đó vẫy tay không nói gì thêm, quay người bước đi. Lần này ngươi thắng, cổ ra được vào Hồng Hoang Tháp, nhưng sau này ta còn tìm ngươi. Lâm Động nhìn bóng dáng Thân Đồ Tuyệt nắm đấm dần buông lỏng, hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía tòa cổ tháp cuối quảng trường, môi mím chặt lại, cố hết sức mình cuối cùng cũng nhận được điều mình mong muốn. Hy vọng trong Hồng Hoang Tháp có thể thức tỉnh được thạch phù thân bí. Thắng rồi. Khi Thân Đồ Tuyệt quay người, tất cả mọi người đều đã biết kết quả. Phía cổ ra lập tức bùng lổ tiếng loạn hô đầy kích động. Lợi hại thật, không ngờ Thân Đồ Tuyệt cũng là bị đánh bại. Cổ Vân Thiên chép miệng, ánh mắt nhìn Lâm Động có chút kinh ngạc. Hắn từng giao đấu với Thân Đồ Tuyệt, đương nhiên biết mức độ hùng hãn của hắn. Thế nhưng hôm nay hình như là Thân Đồ Tuyệt đã gặp phải đối thủ thực sự rồi. Cổ Thạc vuốt chùm râu, ánh mắt nhìn Lâm Động đang vẻ ngưỡng mộ và tiếc nuối. Nhân tài thế này lôi kéo được vào cổ ra chắc chắn trở thành nhân vật quan trọng. Xem ra cái tên Lâm Động sau này vàng rồi khắp Hải Vực Thiên Phong rồi. Cổ Mộng Kỳ cười nói, mọi người xung quanh cũng là gật gù. Trận chiến hôm nay chắc chắn lan tỏa khắp Hải Vực Thiên Phong. Tới lúc đó Lâm Động không còn là vô danh tiểu tốt nữa. Dường như bọn họ cũng là nhìn thấy được một ngôi sao mới quật khởi. Cho dù bản thân Lâm Động không bận tâm điều đó. Hắn ta. Khi mà cổ ra hoan hỉ thì ở chỗ Thân Đồ ra, cơ mặt của Ngụy Chân và Thần Nan là co giật.
hắn lại thắng được thần đồ tuyệt sao? Ngụy Trần siết chặt tay, ánh mắt nhìn Lâm Động ánh lên sự sợ hãi. Cuộc chiến vừa rồi khiến hắn hiểu, hôm qua khi đấu với hắn, Lâm Động chưa dùng toàn lực. Thần La huynh, tiểu tử này không dễ đối phó. Ngụy Trần nhìn về Thần La Hạo giọng nói, ánh mắt Thần La tối lại lạnh lẽo cười. Chúng ta không thể đối phó với hắn, nhưng mà như thế hắn càng thảm. Hừm, ánh mắt Ngụy Trần cũng là khẽ động. Giết chết sư đệ của ta, với tính cách sư phụ, việc này chắc chắn không kết thúc đâu. Lát nữa ta truyền tin về sư phụ ta, đến thì hắn có mọc cánh cũng khó thoát. Thần La cười khẩy, ha ha. Nếu tả cốt tiền bối đích thần ra tay thì tiểu tử đó thê lương rồi. Ngụy Trần nghe vậy nhếch mép cười. Hắn vốn oán hận Lâm Động, biểu hiện của Lâm Động càng xuất sắc càng khiến cho hắn đố kỵ. Nếu giải quyết được hắn thì coi như là giải tỏa được ác khí trong lòng. Hắc hắc, đều là do hắn tự chuốc lấy mà thôi. Sư đệ của ta có ngốc một chút nhưng cũng không phải là người hắn có thể giết. Tuy hiện giờ hắn có quan hệ với Cổ Gia, nhưng sư phụ ta là cung phụ của ta Phong Động Thiên, Cổ Gia không dám nói gì. Thần A nói, à, thật là huynh nói đúng. Lâm Động trước đây là một kẻ vô danh, chắc chắn vì một số kỳ ngộ mới đã đột nhiên quật khởi như vậy. Hắn có không ít vũ khí, nếu rơi vào tay Thần La huynh, chưa biết chừng huynh cũng là kích bại được thân đồ tuyệt. Ngụy Trần nói. Nhắc tới điều này, khóe miệng Thần La nhếch lên với vẻ tham lam. Hắn rất có hứng thú với môn vũ khí hấp thù năng lượng thiên địa hôm qua. Nếu có được nó, thực lực chắc chắn tăng mạnh. Khi Ngụy Trần và Thần La đang suy tính thì thân đồ đào của thân đồ ra nhìn thân đồ tuyệt quay lại, về mặt không cảm xúc, cũng là thở dài, không trách mắng gì. Vỗ vai hắn, sau đó ngẩng đầu lên ôm quyền về phía Cổ Gia. Trận chiến này thần đồ gia đã thua. Bà xuất và Hồng Hoàng Tháp năm nay thuộc về Cổ Gia. Thần đồ đào mới dứt lời, ánh mắt không ít đệ tử thần đồ gia tối sầm. Những trận chiến vừa rồi rất quang minh chính đại, thần đồ tuyệt đã thua, bọn họ không thể nói gì. Thần đồ sùng cắn môi, ánh mắt nhìn thần đồ tuyệt không khỏi hiện lên sự phức tạp. Đây là lần đầu tiên nàng thấy được sự kiêu hãnh của thần đồ gia lại bị thất bại như vậy. Hơn nữa đối tượng không phải là hai người đỉnh cấp của Hải Vực Thiên Phong, mà lại là một thanh niên vô danh. Kết quả này lúc trước trận đấu bắt đầu, ai ngờ được. Cổ Thạc nghe thân đồ đào nói vậy, vội vàng ôm quyền cười nói, đa tạ. Thân đồ đào nhìn Lâm Động một cái, ánh mắt có phần sắc lẹm. Thế nhưng Lâm Động không hề có phản ứng, nhìn một cách bình tĩnh. Muốn đa tạ thì đa tạ vị tiểu huynh đệ đây. Cổ Gia lần này tìm được người trợ giúp không tệ. Nhìn một lúc, thần đồ đào thu lại ánh mắt trước, khẽ gật gù thần tán thưởng. Thanh niên này quả nhiên bất phàm, thần đồ tuyệt thua trong tay hắn không ấm ức. Không biết khi đối mặt với hai người kia, Lâm Động giữ được sự mạnh mẽ và bình tĩnh thế này không. Trận chiến thủ tháp kết thúc, võ hội cũng tới lúc hạ màn. Biệt người trên núi dần giải tán. Trận chiến ở đây chắc chắn lan truyền với tốc độ kinh người, nhưng Lâm Động không bận tâm lắm. Hắn trở lại về chỗ Cổ Xa, sau đó nói thẳng, bao giờ có thể vào Hồng Hoang Cát? Nếu người muốn thì có thể ngày ngày mai. Rõ ràng tâm trạng của thật tốt, cười nói. Lâm Động khẽ gật đầu, tảng đá để nặng trong lòng cuối cùng cũng là được nhấc ra. Tay xoa ngực, hắn có thể cảm nhận được thạch phù thần bí trong cơ thể lúc này dường như đang phấn khích. Hy vọng người có thể tỉnh. Lâm Động cảm nhận sự chấn động trong cơ thể, khóe miệng cong lên, ngẩng đầu nhìn Hồng Hoang Tháp lẩm bẩm nói.